đóng chứ. Đóng chứ bây giờ bẩn này đóng gì? Đây để anh lấy một đôi về cho vào cân. Đấy. Xịn sò 100% bố vít luôn. Ok anh ơi. Xong luôn. Có gì không anh? Đúng rồi đúng không? Đây để anh giả em. Đây. Ok, một trong những em trai các bạn nhá, khách quen luôn. Đóng hơi căng đấy anh nhá. Đóng hơi căng đấy nhá, em đóng hơi em biết đúng không? Xịn hơi căng đấy. Bôi ít dầu ăn vào anh ạ. À bôi ít xà phòng, ừ, đóng vào cho trơn. Anh yêu anh nhiều. Đấy, người em trai rất là thân quen của mình luôn. Đấy. Đây là bộ mâm bánh sau nhá, R13 các bạn nhá. Đây trước đây thì cách đây tầm khoảng mấy năm trước rồi thì mình có bán cho em ý đôi ôm mâm năm chấu, hôm nay thì bị bong mất một bên. Chảy mấy năm rồi bong đấy. Xem trai thì gần như là full hết rồi, không thiếu cái gì đâu các bạn ạ. Mình đã có 45 cái video của em trai và một trong những người em thân quen mình rất trân trọng luôn. Mình bán nó thật các bạn là có những người khách hàng ấy, mình nói thật anh em tất cả đều mọi người đều khách hàng chân quý của mình. Nếu có những người em thì mình rất cảm ơn luôn vì các em ấy song hành với mình ấy. Có nghĩa là mình nói thật các bạn nhé. Tính của mình thì rất là vui, thoải mái, em đi vào không mặc cả, nhưng mà đã không mặc cả rồi thì mình sẽ bán cái giá gần như là lợi nhuận tính bằng phần trăm thôi chứ mình không lái nhiều. Đấy vì mình rất trân trọng với anh em luôn, khách đến với nhà mình trân trọng lắm, nhưng mà anh em mà cứ kiểu như là khó chịu với mình ấy, thành ra mình rất là buồn. Đấy, một số anh em có bảo là mình bán đắt như này nọ, nhưng các bạn chưa hiểu đâu. Giá cả thị trường nó lung tung, nhiều khi mình nhập được giá tốt thì mình để tốt thôi, còn nhiều khi đắt thì mình bán đắt thôi. Đấy, cái đấy là cái do đầu vào mình nhập thôi, thì anh em cứ thoải mái đến với cửa hàng Nhật Đức các bạn nhé. Mình thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây, đêm xuống bây giờ là đêm vào tầm khoảng 23 giờ hơn rồi, mình vào động các bạn nhé. Cảm ơn em trai rất là nhiều luôn.